hai cái con này nó đụng nhau á là nó chạy rồi, ok rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục thêm một cái xử lý nhỏ nhỏ nữa, đó là gì? Bây giờ giả sử như á là cái thằng này nè, cái thằng nhỏ nhân vật này nè, nó chạy vô trong cái khoảng nha, chạy vô trong cái khoảng của thằng này thì nó sao? Nó dí theo. Mấy đứa nhỏ này dí theo. Ha, còn nếu như mà nó vượt qua thì sao? Khỏi ha. Ủa, cái con nhân vật này nó mình chưa có set set cho nó đúng không? À, đấy 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 đấy. Đấy. Ok. Rồi ok, chưa set set cho nó nha. Ok, set cho nó cái Z cả nha. Player nè. Chọn thằng player, chọn cái Brigitte Body 2D nha. Set set cho nó. Ok. Rồi, bây giờ mình muốn là gì? Nó chạy ở trong cái khoảng này thì tự động là mấy con này nó dí theo. Dí theo thì mình sẽ làm như thế nào? Đúng không? À, dí theo mình làm như thế nào nha. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ xử lý như sau nè. Để mà cái con này nó vô trong cái khoảng này mà nó dí theo á thì chắc chắn là mình còn phải biết được cái position hiện tại của con player này nó đang nằm ở đâu. Nó có nằm ở trong cái khoảng của cái con bot này hay không? Đúng không? Vậy thì ở đây tiếp tục ở trong cái thằng enemy strip nha. Mình sẽ sao? Mình sẽ tạo cho nó một cái game object. À, tạo cho nó một cái game object nha. Public game object. Rồi, game object này mình đặt tên cho nó là player. À, để mục đích để làm gì? Để mục đích để mình có thể là gì? Lấy. À, lấy cái position hiện tại của thằng player này đang nằm ở đâu. À, rồi vậy thì mình có cái game object xong rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xử lý. À, xử lý cái việc là mình làm sao đó để mình thực hiện ha. Rồi ok, đây. Khúc này nha. Dí theo player. Đó. À, dí theo player nha. Rồi, vậy thì bây giờ dí theo player mình sẽ làm như thế nào? Rồi. Đầu tiên mình cần phải biết được cái position của cái con player. Vậy thì ở đây mình sẽ có là position player. Nó sẽ bằng player chấm transform chấm position chấm x. Đúng không? Lấy được. À, rồi, lấy được cái vị trí hiện tại của thằng player. Rồi, sau đó là gì? Mình sẽ check xem thử là nó có nằm ở trong cái khoảng của thằng player không? Đúng không? À, nằm ở trong cái khoảng của thằng player, à, nằm ở trong cái khoảng của thằng quái vật không? À, vậy thì ở đây mình sẽ if nếu à, nếu cái gì? Nếu cái position player này à, mà sao? Mà nó lớn hơn star. Đúng không? Star là cái khoảng bắt đầu của thằng player. À, và position player này nó bé hơn n, có nghĩa là gì? Nó nằm ở trong cái khoảng của cái con bot, đúng không? À, cái thằng này nó nằm ở trong cái khoảng của con bot thì sao? Thì mình bắt đầu là mình mới dí nó, đúng không? Dí nó. Vậy thì ở đây mình sẽ dí là mình dí sao? Rồi ở đây mình có hai trường hợp mình dí, hai trường hợp dí. Rồi, hai trường hợp dí nha. Trường hợp đầu tiên đó là gì? Đó là cái con quái vật nó nằm ở đây. Con E quái vật nằm ở đây, còn thằng player nó nằm ở đây thì sao? Rồi, nếu như mà cái đầu của cái con quái vật này nè mà nó đang hướng về bên trái á thì không có vấn đề gì hết trơn, đúng không? Là có nghĩa là nó vẫn đang dí rồi. À, còn nếu như mà cái con này nè mà nó đầu nó hướng về bên phải thì sao? Thì ngay lập tức nó phải quay sang bên trái, đúng không? À, rồi. Trường hợp tiếp theo là trường hợp con B này đang nằm ở đây. Nếu như mà cái thằng này mà nó hướng về đầu bên phải thì chuyện bình thường, không tính tới. Còn nếu như mà cái con E này nó sao? Nó đang hướng về bên trái thì sao? Tự động nó hướng về bên phải. Nó xoay ngược về bên phải liền. Ha, xoay ngược về bên phải liền. Rồi, vậy thì ở đây mình sẽ check như thế nào đây? Mình check như thế nào đây? Nếu Nếu cái gì? Nếu cái position player, à, cái này mình sẽ check về cái thằng bên trái trước nha. Đây, có nghĩa là nằm ở bên trái này nè. Vậy thì gì? Nếu như mà cái thằng player này mà sao? Mà nó bé hơn position của enemy. Đúng không? Đấy, nó bé hơn position của enemy thì sao? Thì ngay lập tức là nó sẽ xoay sang bên trái.
Vậy thì cái y drive của nó bằng gì các bạn? Bằng 4. Y drive của nó bằng 4. Đúng không? Rồi, nếu mà cái position player này mà nó lớn hơn cái position enemy thì sao? Thì ngay lập tức cái e drive của mình nó sẽ bằng true. À, ngay lập tức cái e drive của mình bằng true có nghĩa là gì? Nó sẽ xoay ngược sang bên phải. Đấy, lớn hơn thì có nghĩa là gì? Cái b nó đang nằm ở đây nè. B nằm ở đây thì sao? Nó lớn hơn đúng không? Thì nếu như mà nó lớn hơn thì ngay lập tức là nó quay sang bên phải liền. Ha, à, nó quay sang bên phải liền. Đấy, chỉ có nhiêu đó thôi ha. Rồi, lưu lại nè. Rồi, bây giờ mình chạy thử nha. Rồi, để mà chạy thử á thì mình sẽ làm như sau. Mình làm như sau ha. Rồi, đây nè, mình sẽ làm như sau nè. Bây giờ mình đại diện, bây giờ các bạn muốn là chạy mấy con? Hả? À. Rồi, ở đây ha, ví dụ như con đầu tiên nè, thì các bạn sẽ kéo cái player vô nha. Rồi, kéo player vô để nó biết được là mình đang dí theo con nào. Rồi, con số 2, nếu như các bạn muốn con số 2 cũng được luôn. Hoặc là các bạn, rồi, kéo vô luôn đi ha. Kéo vô luôn. Rồi, có nghĩa là nó dí, hai con nó sẽ cùng dí, à, dí thằng player ha. Rồi, chạy thử nè. Rồi ha, từ từ để cho nó chạy ổn định cái đã. Rồi mình qua cái scene này mình kéo cho nó nhanh. Rồi ok ha. Rồi chạy ổn định rồi đúng không? Rồi kéo vô. Đó các bạn thấy ha, ngay lập tức là nó sẽ di chuyển theo cái con này liền. Đó các bạn thấy ha, di chuyển theo liền luôn. Di chuyển bên nhau là tại vì là nó đụng nhau đó. Đó ok, tách ra rồi rồi đó. Đó nè hai con. Đó ha. Nha. Đúng rồi, nếu như mà trước nó có vật cản cần leader thì nó cứ đâm đầu vô thôi. Ha, cứ đâm đầu vô thôi ha. Thì yêu thì cứ đâm đầu thôi ha. Đấy nha. Đó, ok ha. Đó, nó sẽ xoay qua xoay lại nè, đó nha. Rồi hai đứa đi cùng nhau. Rồi đấy nha. Rồi.